Điều mà xin kính chào cô chú anh chị nha. Thì cô Lành Trần Bồn, cô chú anh chị tiếp tục hôm nay đã có những cái động thái mới, đó là tấn công trực tiếp Hồng Loan, xúc phạm Hồng Loan rất là nhiều. Tuyên bố sẽ sản xuất ra những cái bộ phim dài tập nói về cái cuộc đời của Hồng Loan, và cô ta hăm dọa, đe dọa sẽ đưa ra những câu chuyện bí mật của Hồng Loan, cô chú anh chị. Thì biểu mật xin mời cô chú anh chị nghe một đoạn của cô Lành nói về Hồng Loan nha. Đó là cái clip của cô Lành, cô chú anh chị ha. Cô Lành có hai cái vấn đề hôm nay. Thì khi mà cái con của cô Lành Trình Bồn này, cô chú anh chị, bị cộng đồng mạng tẩy chay, khi trước đó thì Hồng Loan có chia sẻ một cái Facebook tên là Khạc Khạc đó. Thì cô Khạc Khạc này lên phường để thưa Hồng Loan. Thì cái câu chuyện này nó đã im lắng xuống rồi. Khi mới đây thì cái cô Khạc Khạc, con của cô Lành Trình Bồn này, đi đóng MV với Hòa Minh Jin, thì bị cộng đồng mạng lên án và tẩy chay, và ngay cả tẩy chay luôn, kêu gọi tẩy chay luôn cái nhãn hàng là Unilever của Omo, cô chú anh chị. Thì cái làn sóng này đang cao trào, thì tiếp tục cái cô Khạc Khạc của con của cô Lành Trình Bồn này lại đến công an quận Phú Nhuận để làm đơn tố cáo, với nội dung chính Hồng Loan là cái người gây ra một cái câu chuyện này. Và cái nguyên nhân cô ta đưa trong cái nội dung đơn gửi đến công an quận Phú Nhuận, chính Hồng Loan là cái tác nhân gây ra cái làn sóng tẩy chay cô ta trong cái MV của Hà Minh Jin. Vì Hồng Loan đã chia sẻ cái bài viết của cô ta, cho nên bây cô ta bị cộng đồng mạng tẩy chay cô ta biết thế này thế nọ, cô chú chị. Và cái cô Lành Trình Bồn này thì lên tiếng đứng ra để bảo vệ con gái, thay vì cô ta nhận biết cái sai và cái những cái gì đó của con gái của mình, thì khuyên con gái của mình nên đính chính thông tin hoặc là có một cái lời hòa giải gì đối với Hồng Loan. Thì cô Lành Trình Bồn này lại mạnh miệng tuyên bố rằng không cần Hồng Loan có thuê người mướn người là đóng tái hiện lại cái cuộc đời của Hồng Loan, mà cô ta sẽ tự sản xuất ra cho Hồng Loan bộ phim là nói về cái quá khứ cuộc đời của Hồng Loan từ 3 tuổi tới 14 tuổi như thế nào, và từ 14 tuổi tới thời điểm này như thế nào. Cô ta khẳng định Hồng Loan không thể nào một tay che trời, muốn chơi tới đâu thì cô ta chơi tới đó. Thì trong cái clip đó, cô chú anh chị, trong cái clip mà kênh YouTube của phía bên cô Lành Trình Bồn quay á, thì có những cái từ ngữ rất là thô tục, chợ búa, hăm dọa, đe dọa, thì không thể nào đưa lên YouTube được. Đưa lên YouTube thì nó có thể nó quét hoặc là nó dàn tiền, cho nên là biểu mập chắc cái phần đó. Nhưng nói chung là cô chú anh chị nghe là những từ thô tục đó, thì cô chú anh chị biết rồi, với cái miệng của cô Lành Trình Bồn thì những lời đó thì nghe không lọt tai đâu, cô chú anh chị. Cộng đồng mạng nghe thì càng bức xúc thêm thôi. Cô Lành Trình Bồn sẽ tuyên bố là sẽ cho Hồng Loan ăn hành và sẽ làm cho Hồng Loan phải trả một cái giá rất đắt. Thì biểu mập cũng đợi xem cái cô Lành Trình Bồn làm được gì Hồng Loan, và để cho Hồng Loan trả một cái giá gì nó rất đắt. Bên cạnh đó có một cái thông tin nữa, thì cũng ngày hôm nay sau cái clip đó ra, thì có một cái clip nữa là cô Lành Trình Bồn yêu cầu các YouTuber mà ủng hộ phía bên cô Lành Trình Bồn thì không có quay cái clip bún bò của cô Lành Trình Bồn nữa, với lý do là rất là nhiều áp lực. Cô Lành Trình Bồn là muốn yên ổn bán trong cái thời gian sắp tới, cho nên là kêu gọi các kênh YouTube mà đang quay ở quán đó, thì ngưng quay một thời gian để ổn định lại thì tiếp tục sẽ chia sẻ. Và đang lúc dầu sôi lửa bỏng này thì mấy kênh YouTube đó mới muốn quay ở cái quán cô Lành Trình Bồn, đúng không cô chú anh chị, để đưa tin
Chứ câu chuyện này giải quyết êm xuôi rồi thì người ta tìm cái chủ đề khác rồi, người ta chia sẻ, người ta gửi đến cộng đồng mạng, gửi đến khán giả, thì ai đâu mở đó mà chực hờ để quay cho cái quán cô lành chành bồn. Một khi cô lành chành bồn, nên nhớ là khi tham gia drama thì cô phải biết bị cộng đồng mạng công kích, bị thế này thế nọ, nhưng cái quan trọng là cô ở bên đâu, cái nhân cách, cái đạo đức và cái câu chuyện sự thật, đúng không? Nếu như cô ở bên Hồng Loan vì những người thương yêu mà đến, tôn trọng sự thật, ủng hộ sự thật, thì cô đâu có bị trả giá như ngày hôm nay. Nói thật với cô chú chị, coi chừng cô làm trình bồn bây giờ là phát tài luôn. Khi mà ủng hộ Hồng Loan mà mở một cái quán bún bò đó, thì khán giả và fan lại ăn là bán không kịp, cô chú chị, bán không kịp luôn. Chứ không phải mà le que một hai người giống như bây giờ đâu. Mình ở đây mình không phải nói là fan nhiều hay fan ít, nhưng sự thật mãi vẫn là sự thật. Hồng Loan vẫn là Hồng Loan, Hồng Loan vẫn là đứa con hợp pháp của cố nghệ sĩ ưu tú Duy Linh. Ngay cả cô Sáu vẫn thừa nhận, ngay cả con Dê vẫn thừa nhận, và ngay cả các YouTuber ủng hộ phía bên cô Sáu, thì clip trước Viu Mập cũng có chia sẻ, cô chú anh chị đã cái kênh mà Ba Lỗ đó cũng thừa nhận Hồng Loan là hợp pháp và được hưởng tài sản theo quy định pháp luật là đúng. Nhưng mà họ chỉ muốn là Hồng Loan bán ngôi nhà đó để chia tài sản cho họ tức thì thôi, chứ họ không có muốn đợi lâu rồi bán cái mảnh đất ở Thủ Đức. Họ cho rằng cái mảnh đất ở Thủ Đức thì bán lâu khó thu hồi, khó lâu để có cái nguồn tiền lớn, mà họ muốn liền ngay tức khắc là bán cái ngôi nhà số 5 đó để họ được có một khoản tiền 5 tỷ, 10 tỷ, 20 tỷ gì đó, để họ thực hiện cái mục đích riêng của họ, cá nhân riêng của họ. Chứ họ chưa bao giờ, phía bên cô Sáu chú Bảy chưa bao giờ trong đầu có những cái tư tưởng, những ý nghĩ là gì? Là phải giữ cái ngôi nhà đó để là nơi thờ cúng cho cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Thì đó là một trong những cái thông tin mà Biên Mập muốn chia sẻ gửi đến cô chú anh chị. Xin hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những cái video sau. Xin tổng chào lại gia đình thân yêu.